trong InDesign muốn giống một cái đối tượng ở giữa, ví dụ như chữ, thì chúng ta chỉ việc là cái chụp vào trong cái dòng chữ đó, cái khối chữ đó, sau đó thì chúng ta sẽ hoặc là chọn bên trên thanh property, thanh option, và chúng ta nhấn vào cái tùy chọn là align center, hoặc nếu không thì các bạn chỉ việc là chọn vào đây, và sau đó thì nhấn tổ hợp phím là shift control c, tức là để dòng center ở giữa. Và cũng tương tự như vậy, nếu như bây giờ mà các bạn muốn đặt một cái bảng vào giữa và luôn luôn nó nằm giữa, bất kể là chúng ta có lỗi như thế nào, thì đây, trước tiên là chúng ta chèn bảng vào insert table. Về mặt nguyên tắc thì bảng bao giờ nó cũng sẽ nằm bằng rộng bằng luôn bát chữ như thế này, và chúng ta đặt cái bảng vào đây. Thế và nếu mà chúng ta muốn đưa cái bảng này vào giữa đấy, bất kể là chúng ta co rỗi như thế nào, ví dụ như thế này, tôi co lại thì bảng nó hẹp lại như thế này, nhưng mà bảng vẫn muốn nằm giữa, thì chúng ta chỉ việc là đặt trỏ chuột vào cái vị trí của cái khối văn bản đó, cái khu vực mà chèn cái table đó, và sau đó thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy, nhấn shift control c hoặc là nhấn vào biểu tượng align này, thì là cái bảng nó sẽ luôn luôn nó nằm ở giữa như thế này, bất kể là chúng ta co rỗi nó như thế nào. Đây, ví dụ tôi co rộng nó lại ra, đúng không, hoặc là chúng ta co hẹp hơn vào, thì bất kể như thế nào thì khi mà chúng ta đã xác định là align center thì cái bảng nó cũng sẽ luôn luôn tự cân đối vào giữa như thế này.